Đây gần như là một cái búa, giống như cái búa của mình có hai đầu, một đầu nhọn và một đầu thì tù hơn một chút. Thì cái đầu nhọn này thì để gõ hà. Thì nhìn chị Lanh gõ thì dễ lắm, nhưng mà tôi gõ thì rất hay bị thủng luôn vào con hà.